Bây giờ tiếp tục thầy sẽ giới thiệu cùng với trước đạo sĩ Kỳ Dân đại diện cho ở bên phái Bửu Sơn Kỳ Hương Úc Châu. Thầy thì không được rõ tiếng nói lắm, 40 năm rồi mà trò đâu còn gì nữa phải nói hơn. Nhưng cả học cả hỡi cũng còn tiếng nói của thầy. Thì hôm nay tiếp tục hai đoạn ở trên núi, đó là tỉnh giấc mộng đời. Thì bây giờ ở đây cũng tiếp tục thêm, và 18 tháng 5 ở đây thu, nghĩa nó gửi qua cho trò, tiếp tục thêm là cũng tỉnh giấc mộng đời. Mấy lâu nay xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm băng tín đồ Phật giáo, mình đã cũng như mơ mơ màng màng, ngày hôm nay đó mình đã tỉnh dậy rồi đó, trong một giấc mộng cuộc đời này. Thì mình thấy hết ánh sáng đã đưa ra, mặt tối mặt sáng tất cả đều thấy hết. Thì thầy mong tất cả đồng đạo bên Úc Châu, tất cả bà con Phật tử rất là thân thương nhất của cuộc đời của thầy và quý mến nhất đầu đội dây mang quý vị và Kỳ Dân cư sĩ, muốn làm sao đáp lại những lời nói và những câu văn và những sự tu tập nó y như vậy, để chúng ta cùng nhau trở lại Tây Phương Cực Lạc. Và bước tiến của người cư sĩ tại gia, chứ không dám nói là người tu sĩ, vì tu sĩ người ta đã có chùa, có sự bảo vệ của Đại Đức Thiền Sư, ngày ngày lại qua sớm kinh chiều kệ. Còn mình là người cư sĩ tại gia đó, làm đầu tắt mặt tối để kiếm sống qua ngày, để nuôi con, nuôi vợ, điều đó rất quý. Vì nếu mà nhân đạo trong lớp học không thuộc, thì thần đạo làm sao thuộc, rồi thánh đạo làm sao thuộc, rồi đến Phật, tiên đạo mới Phật đạo. Hôm nay chúng ta vào trường lớp nhân đạo chưa xong. Thì bắt nguồn đó mà mình đã di chuyển sự học tập tu hành của mình đi đến mãi mãi cho thuộc, lên năm lớp học của mình thì viên mãn. Vậy thì thầy mong hết tất cả các anh em cùng ở bên Úc Châu và ở đây cũng vậy, ráng cố gắng tiếp thu một lời lẽ, tuy nói là mục mạc chứ không mục đâu, vì thời kỳ mạc, thời kỳ này mục, lời nói mới đưa ra là mục mạc, chứ tiếng nói lời văn này không mục mạc đâu. Mà trong cái thời kỳ quý vị đang ở, đang ngủ, thời kỳ mục mạc rồi. Đó, quý vị suy nghĩ đi. Một, sự sống tiền bạc hôm nay cũng mục mạc hết, mạc rồi. Hai, công ăn việc làm có khi cũng phải thất nghiệp, không được có làm mãi mãi. Ba, có nghĩa là cuộc sống của mình đó, nó làm sao trong cái thời kỳ này đó, có nghĩa là dân do giấc dưỡng đó, thì đó là cái khổ nhất. Mà khổ, khổ tam đồ khổ. Khổ thứ nhất, bệnh đau không thuốc uống. Khổ thứ hai, cơm gạo không có ăn. Khổ thứ ba, rách rứa không có mặt. Thầy ơi, bây giờ ngoài chợ quá chừng nhiều đồ rồi. Mua bận không hết này kia. Có một cơn sấm bão mưa luồn, có một cuộc đời biên đôi, thì thầy hỏi để trò có sống nổi được hay không. Nếu bình yên đó, dạng ai trên dòng, thì đâu có gì nữa nha, ngồi không cũng có hưởng. Nhưng rủi nay mai phong ba bộ tác đó, thì mình đừng có tưởng mình chìm đắm nơi chốn xuôi vàng rồi. Huynh trưởng nói cho về đi sống liễu chiều, lo mình làm một vị học mì trò đạo nhân, phải cố gắng chuyên cần rốt ráo, đi đứng nằm ngồi phải hiểu đạo như như. Mau mau tỉnh giấc đi người, bằng hèn còn nói được vui tươi quá nhiều. Nay mai tắt tiếng nói đó,
thì chỉ mình gần gỡn thương yêu. Dặn nghe trong nước chảy suối chiều reo vang, người bần si đâu mất rồi cả. Họ về nơi phương nghi họ cõi Tây Phan nghe trò. Họ không ở lại, không có bơi một chiếc đò, không nhắc chừng mình nữa mà chẳng có lo điều gì. Nói ra nước mắt ai bi, mắt trời còn đạm chảy thì tự lý chỗ này. Một chút xíu nữa đây đó, thì quý vị sẽ thấy rã hết cả bầy. Con người cũng rã, rùa thú ở chày cũng tan. Phải cố gắng đừng để dở dang nghe đạo. Sớm tinh di chiều thảo tối thơ, ráng tu đừng có mịt ni mờ. Nay mình thức dậy đợi chờ sự kính, thầy đã dạy đạo. Mình cầu xin thu cho được, thầy đã nhắc nhở mình tìm phước gieo nhân. Ai ơi mình sống tại trần, bây giờ mình không hiểu rồi chuyện cần trễ đó. Trễ một kiếp đó, mình mất đà bao nhiêu trăm kiếp. Trễ một giờ mình không kịp đâu con. Ngày nay sức mòn ơi mòn, thầy còn nói đạo thì trăng tròn chưa luôn. Bảo đạo sĩ ráng mà tu quyết liệt, tu làm sao mình biết được chuyện đời nay. Đặng mình tránh né trong gai, đặng mình qua được thời lai kỳ này. Mình tu theo Phật phải nghe lời thầy, giáo dân buổi cuối giờ này rất tin. Tại sao mình mãi rung rinh, mình đâu có được mà đem niềm tin vậy đây. Câu nói chuyện hôm nay đó cũng có Đức Phật Tổ, Phật Thầy chuyện xây cho bằng đạo giờ này thuyết ra. Chúng sanh nơi cõi ta bà, ráng mà di chuyển cho nền nhà mau đi. Ráng cố gắng, nghĩ suy cho kỹ lưỡng. Đã tỉnh giấc rồi đừng có mơ tưởng mộng đời. Của kia danh vọng người ơi, nó bay theo gió cuốn thời theo mây. Tỉnh một giấc nồng nồng say mới hiểu, nay giật mình rồi ai biểu mình làm. Nhớ lại xưa đó Đức Phật cồ đàm, để phép Phật mà mình không làm không nghe thấy. Mặt Phật nói, Phật thầy giảng còn con làm việc quấy. Nhớ lại hối hận đi trò rồi mình thấy chuyện tối nay. Đêm buồn thầy quá đắng cay, nhớ thương đồng đạo cuồn say trong lòng. Biết làm sao, vì mình hưởng cảnh quá cay nồng. Nếu trò tu hết thì rừng tòng thầy lui. Đâu ở đây chi mà nếm đủ chất mùi, nè chua cay mặn lạc theo nào vui bớ trò. Thầy đâu có sinh mà biểu trò cho, cho tình đạo pháp rồi cho hiền lành. Cho thầy nắm chặt đi con, để thành lập một lưới một mảnh, để dăng qua bờ biển, để không gặp gình con leo. Thuyền kia thầy chẳng dỡ neo, còn chờ đồng đạo trèo leo lên về. Mau cố gắng, bị lâu đó kẻ sở người thề. Ngày nay sắp tới đó hỏi về chúng quy.
Hỏi ai hỏi lại vậy thì hỏi người tu tịnh rồi biết ly gia đình, biết hối cải nè, biết tỉnh mộng thơ sinh, biết giật mình trong mộng ác mình tình làm chi. Tỉnh giấc mộng đó, khi xưa mình nghi mình vấn, rồi mình còn thù còn tra tấn mọi người, còn nói thêm nói bớt quá dư. Nay tỉnh mộng mình là người sáng rạng, thì bây giờ mình tu lại đi rồi tìm người bạn, bạn tốt nghe trò có hạn giới thượng quân. Đừng nghe ma quỷ tiếng đường, mình chơi với nó mình hờn mình ganh. Nghe thầy dặn đi, mình đấu tranh cho quyết liệt. Đấu tranh gì biết không trò, mình giết cả thù ân. Ở trong ta nó ở quá gần, nó ăn phụng tim thần trí đau. Đêm thanh tịnh thầy mong con về được giàu, tì ở nước ngoài mà mình là giàu nước trong. Về đi nơi chốn rừng tông, hồn con thời thả theo dòng bút thơ, theo thầy đợi đặng chờ con tiến bước. Bụi này đây quá trượt dãy đầy, cần tu tâm, cần tắm gội canh chày, càng quán xét coi bùn lầy dơ bờn. Nếu mình rọi thấy nó đó, mình mới tắm mới tẩy sạch đi cáo bờn. Nếu mình mù mờ rồi, mình tưởng sạch ở trong. Ngày nay thầy lái thuyền long, thầy đang chịu khó ngược dòng sông mê, đi khắp mọi nơi đó để coi đạo để rước về. Nhưng mà thầy liếc mắt thấy rõ rồi, ê chề quá đi, tu không tu vậy thì còn lợn cần, khôn không khôn còn ba trợn quá nghe trò. Tỉnh mộng đi rồi mình con nối sự để lo, xôi kinh học để cho trò vẹn đạo. Thông đi con vào trường thầy dắt vào, chấm điểm cho nhiều rồi không có bè bạn nào khinh. Bây giờ mình tu phải hy sinh, hy sinh ăn uống, hy sinh tình cho ai. Dù bạc lượng vàng chài 3-4 thước, dù mấy căn lầu đài đó nhau không, cũng khước cũng từ, chỉ một tiếng ho rồi lại một tiếng của trời của thượng đế thì từ từ gãy ngang. Tỉnh chưa trò, nếu chỉnh rồi thì chớ có mơ màng. Giấc mộng đời mình hiểu quá được, đừng tình tan uống đời còn sống sót đó. Con ơi răn gội gấp, rửa cho sạch ngần để gió tấp bị trôi. Hôm nay con tỉnh mộng đã rồi, thầy ơi con tu tỉnh con ngồi bình yên. Ngồi để hiểu, đừng có chính chiên nói bạ, ngồi để tu không chung chả với ơi. Vì tâm mình là bổn tánh Như Lai, là ngài Bồ Tát ai hoài sâu xa. Tâm của mình là tâm của Phật Thích Ca. Tại sao không biết rồi dựng nhà thờ đi. Lúc này là lúc gian nguy, con ơi thầy khổ tỳ tỳ lâu rồi. Đâu ai biết, tu một chút quả nhồi cái than thờ. Còn ví như thầy nè, mắc nợ quá nhiều đời, xuống nơi đây phải chịu tả tơi, người khinh bị kẻ thời chê chan.
Nhưng thầy biết rồi thầy cũng có hạn, hạn giới tiền bồng bảo giảng xuống đây. Thảm thương cho lũ ta thấy, còn người chết hết phút giây không còn. Quay trở lại đây đó con, chiếc tàu vũ trụ nó đã lăn tròn, nó chuyển xây từng phút không còn gì đâu. Chiếc tàu thầy thấy bắt sâu, chiếc tàu vũ trụ nay thâu hết rồi. Ráng đi đạo nha, ráng ngồi cho lâu chút. Thầy giờ này tá túc cõi Bồ Đề, hỏi thầy ơi sao chưa chịu đi về, nay bệnh hoạn mấy kề bệnh tật. Không sao đâu, xác thân này có mất, nhưng thầy đã có linh hồn rồi dấu cất cõi phương Tây. Tuy rằng xác ở cảnh này, hồn thiên thầy lai đảo đâu đây phản hồi. Ráng nghe đạo, để rồi trôi ra bãi. Ai nói gì mình cũng nói phải đi, đừng có buồn. Buồn làm chi, tắc lặng tiếng chuông, chuông ngân quá ở trong tâm không buồn giang dày. Đừng buồn chúng đi, đặng mình mở ra ngó thấy. Đừng có buồn người mình xa bẫy gây trong. Suối đời nước chảy mình mong, suối tiền róc rách thầy trong trò về. Về gần thầy đi con, để tắm gội trốn trần mới. Trượt trần con bỏ lại rồi con về Tây Phương. Phải tắm gội, phải đường đường chính chính, phải hy sinh đừng có liều lĩnh nghe chưa. Từ đây đừng nói gió lại nói mưa, nói gì có nấy rồi sớm mi trưa Phật nhìn. Đừng có ngồi đó trông, trông cho sấm nổ ình đình chi vậy đạo. Ráng mà cầu xin niết bàn, hôm nay còn ở trần gian, con lo tu niệm đừng tình tán thầy buồn. Phải cố gắng tu, giả như một bần sĩ điên cuồng, bút nghiêng tỏa hết nè tập tuồng thi văn. Điên gì đạo pháp thường hằng, điên gì mà vừa cõi khó khăn phàm này. Không phải điên đâu, đó là điên của Đức Phật, điên của cõi phúc thầy, điên xuống kỳ này, điên lãnh hội khuyên dân. Khuyên xa rồi lại khuyên gần, nay tạo mai thần ai có thương chưa. Dễ gì nghe được tiếng nói, chứ mình tưởng nó nước mưa. Mưa cũng có mùa có tiết, rồi mưa sớm mưa trưa nghe trò. Ráng cố gắng đi anh chị em bên Úc Châu, ráng hát hò nhau hiệp lại. Hãy lâu lâu đó thì đi lại chỗ chùa Bủ Sơn. Đạo kỳ dân có nói chi đi nữa, đừng giận đừng hờn, cũng là cố dẫn từng cơn mình học đạo. Nghe thầy đi rồi sau này thầy dẫn vào khắp bốn miền, thấy Phật thánh thần thiên. Bây giờ ai giữ ai hiền, trời cho biết hết phạt liền không tha. Mình biết vậy đó thì mình niệm Di Đà đừng có bo. Đâu phải biểu chúng con phải gõ mõ tụng kinh. Kinh ở tâm, kinh sở chính là mình. Mình sợ quá, mình sửa, mình tu đau. Kinh là sợ mình đừng hung bạo, sợ phạt răng đời rồi mình không vào được trong trắng. Nghe đi đạo sĩ thường hằng, ở trong cũng vậy ngoài rằng nghe hôn. Ráng thu tình, đừng có bôn chôn dục vọng, làm mà không có làm nè, đâu có mơ mộng sự gì. Ta tỉnh rồi nè, ta hiểu được, vậy thì
sự thế giả có chi thì cũng già. Dài cho lắm sau này cũng trả, mang nặng quằn rồi cũng đã thay thi. Còn đâu mà gửi vậy thì, còn đâu quỷ đạo ráng ghi chi mệt lòng. Ngày mình làm ăn nha, mình khỏi mặc áo nấu sống. Khi đi, khi đứng, ẩm bồng cũng tu. Mình tu đừng có mà ngu, mình tu khôn khéo rồi công phu đúng giờ. Ráng tỉnh dậy đi, trong một giấc mơ nồng nhiệt. Nay tỉnh giấc mộng rồi mình biết chuyện hết trơn. Ai khùng ai lại ba lớn, ai là độc ác từng cơn hận thù. Biết được rồi con ráng lo tu nghe hôn đạo, để diệt tâm phàm hung bạo nó quá rồi. Nó ở trong ta đó, nó mọc như gốc, như núi, như đồi. Mình không biết, mình tưởng mình đã tu rồi, mau đắc đạo. Nó chống lại mình nè, thấy không? Nó sốc sảo nè, nó đâu có thương mình. Vì nó ma mà, nó phản đạo đua chen. Trong ta là đuốc, là đèn, là bồ đề, là của Phật. Trong phen nghe trò chiến đấu thắng Phật, mình tự do. Thắng ma mà diệt quỷ rồi lên đi đo thầy đưa. Con ơi không sớm thì trưa, buổi cùng quân cuối sau chưa. Tình thuồng đời giấc đạo cung cuồng cũng lòng. Đạo cảm thông mơ mộng nhiều rồi, còn đời nay nỗi mây trôi. Đời ơi ở lại ta hồi chưa thấy phương. Ráng cố gắng dựng gương đời mà đường tấm rèm mưa tạt gió phong. Con ơi phải ráng dài công tổ cho mà chắc cả chăng, chiều cuồng phong không mà than. Nhà trống động như hang như hố, gió luồn qua gãy đổ như chơi. Còn mình tô vách chưa thường thời, vách tường mà đạo đức phước thời công phu rất vững chắc người tu nhờ nó. Nếu mình tu rồi bỏ không hành, như nhà mục nát tan tành, gặp cơn mà gió nhỏ cũng rã bành thi ở thi. Nghe phai xưa tu đi cho gấp, trời nay mới đã sắp tới rồi. Một mình thầy quá đơn côi, lái thuyền mà sông bể rồi nổi trôi. Chưa một mình thương chưa đạo ráng nhìn cho kỹ. Bỗng tự đàm hoan hỷ thứ tha, con ngồi nói gót chư Phật đà, nghe lời mà dân tử của ông cha mình. Xưa tu niệm kết tình hết tôi, ai mà cho chưa lặng lỗi chưa lại dài. Không gieo không tạo trần ai, không tu rồi sao được chưa ngày mai rồi thành. Mình đập phá tan tành không biết, mái nhà nghèo chi xiết có vàng. Có ân
có nghĩa tàu khang, có hiền mà có hậu chớ hình tàn vàng muôn. Vàng một tủ gió luồn trôi mất vào bao nhiêu trăm bậc chớ lâu đài. Kỳ này coi nó ra hay, gãi ba mà gãi bãi rồi lê dài còn không. Sợ mình chết mình không thấy gãi, chết trước nhà gãi bãi chứ gãi ba. Ở trên phạt trước người ta, phạt đồ mà bất hiếu cho mẹ cha cho quỷ hành, rồi phạt cả tăng thành vật chất, thấy mà ghê sắp mất đây con. Tại sao tu mãi chứ nghiệp còn gì tu chưa đúng, vẫn còn nguyên cơ. Tu tốt đi cấp thời hết tội, nghiệp không dương nhiều nổi đâu tròn. Vui vầy đạo hạnh ráng lo, sửa thân mà sửa phận sửa chiếc đò của ta. Khi nghiệp hết vậy mà không biết, ta nhẹ nhàng chỉ siết như xưa. Vì nay nghiệp mà tội không mà lừa, nhờ tu mà sức mạnh sớm trưa dứt trừ. Buổi hạ quân mỗi người tới tay, không tu đi lấy lại tươi cười. Người tu lại lại biến lời, không nên mà thân được sao trừ nghiệp xưa. Phải siêng năng đậm chừa tội lỗi, phải hy sinh tránh lỗi cho chữa ngài. Người tu không phải chưa tỉnh nợ sai, tỉnh hoài tỉnh mãi chưa tỉnh nợ ngày tỉnh nợ đêm. Nghe cho rõ bên thềm quỷ đạo, ngày hôm nay thầy dạo ta bàn. Ông nói thấy rồi ít có người ta con ngôi toàn thú chưa quỷ má chứ chật đường. Đâu dám nói còn nhường còn nhân, vì đời nay còn dẫn cho quỷ ở đây. Chờ giờ tàn rối phút giây thì là binh tướng của thầy ra thay. Sống đi con rồng bay phụng múa, sống để coi Phật Chúa ra đời. Ngu gì mà hỡi con ơi, si mê chi nữa rồi mất cả đời làm sao. Kinh dơ cái dồi trao từng phút, nghe tiếng vang ca khúc Phật ngài. Nghe kinh nghe kệ của ai cũng được, rồi nghe hoài học thêm. Phải đem hết vào tim ức cơ thì tim Phật tiên bất diệt nghe tròn. Bữa nay đồng đạo hiệp lo, ngồi đây hộ pháp cho trò bên kia.
Hứa thầy đi ráng về Nam Việt, hứa với ta, ta viết chưa một bài. Tỉnh cơn ác mộng đồng say, con ơi thầy đã chép bài gửi ở đi. Tay trong tay có gì mà phép, tay trong tay bút chép chơi chưa thành. Nói ra tiếng nói chưa rành mà mang lý đạo chưa ngọn ngành bố sơn. Dẫu không biết trong cơn nồng nhiệt, ta còn đây ta viết trăm phần. Đâu có mê muội như dân, ta ngồi mà ngõ hẻm cho hồn mà thần rồi coi. Coi chừng bị thiệt thòi ráng chịu, sao tức mình chút xíu mất rồi. Tại mình cầm ngọc con ơi, mình cầm mà không chặt rồi thả trôi chưa ngọc chìm. Cố gắng tu lặng im phăng phắc, đắng lòng mình nhắc mình nghe. Hiền lành mình đã chở che, chớ nào đổ Phật rồi é chứ chửi thầm. Tại mình ngu mình tầm không thấy, tại mình mù miếng giấy trắng tròn. Tưởng lần có chữ nghe con, lật qua lật lại lật tròn là ngu. Thầy chữ đạo là tu, thầy siết thầy chữ trò cho biết tiên cơ. Con ngồi đừng để trễ giờ, mình tu mà mãi còn mơ chỗ nào. Một câu niệm ngặt ngào không có, còn đi mơ cái ngõ cái đường. Lại cầu con tứ Tây Phương, con về tịnh độ trăm phương ngàn trùng. Lại ai chứng si cùng hiểu rõ, mình không lo mình bỏ mất rồi. Có non có nuôi có đồi, có sông mà có biển có ngồi yên nhiên. Có niết bàn đại liên Phật tình, có ngục đài rồi mình tính nghe chưa. Thôi nay tội lỗi mình chưa tỉnh cơn ác mộng sớm trưa chưa thấy nguyên. Ai cũng muốn thành tiên thành Phật, mau tu đi tỉnh giấc sai nồng. Tỉnh rồi mình ráng lập công, thấy kìa quang đảng rồi dòng sông kia cả. Biển nhô nhấp chờ ta trôi xuống, rừng tiền kia ai muốn cứ vô. Tử cơn nó cháy chưa trầm trồ, quỷ theo mà hết ráo chứ nắm mồ không mà không. Nay giảng nói đem lòng chân thật, không nói nhiều dở bật từ từ. Giảng buồn táo phước ân dư, nay thầy mà chúc đạo cho tự người Úc Châu. Ráng chúc đứa ngồi lâu tiếp tục,
Coi màn này kết thúc ra sao, cải lương hát bội dơ ao ao. Cũng chờ mà gần giảng chứ coi nào mới hay. Giờ ma tặc tà tây lộn xộn, với người hiền hỗn độn chứ tội trời. Nó đang ăn hiếp người ơi, hiếp người tu niệm chứ ta tới nghèo nàn. Nó ăn hiếp các hàng tu sĩ, hai cư sĩ giờ ăn hiếp quá nhiều. Chỉ còn đại lực thiên điều thủ tiêu một chút như diều vớt đi. Thầy không sợ những gì sắp tới, sợ cho đời thế giới năm châu. Một mình thầy chẳng có rầu, sợ đâu mà nó chết tàu ấu chứ ngàn lương. Chết vì đuôi không đường không biết, chết vì mê mà điếc không ấy. Chết đi cái lũ tà tây cao danh cao phận làm thầy chúa tôi. Nó đã chết còn lôi hiền hậu, nói ra đây ân dấu bút nghiêng rồi đấy. Tới giặc tứ phiên giặc đâu mà nó đánh nó điên nó khùng. Tiền của đâu trùng trùng mà đánh về, đánh đóng trời nhìn thấy hải hùng. Rồi đẩy sưng bá sưng hùng, mây kia cũng kéo chập trùng lợi qua. Đánh túi bụi cũng ngã rớ lệ, đánh để giành chính bệ ta bàn. Nó đòi giành ở cung nghe đây rồi, nó lên đó chứ cất nhà nó di dân. Thầy biết trước chiên cần nói đau, nó ước mơ khó dạo chứ cảnh nợ trời. Tại mày một bụng chưa phạm mà ơi, ăn no mà một bọc chưa dậy thời thúi hôi. Làm sao được lên trời mà ở, thiệt là cáo nhắc nhở cho trò. Giữ này ăn uống quá no, lên trên chết đói chết mò, nghe chưa? Tàu võ trụ rước đưa hiền hầu, rước đem về ẩn dấu Phật tiên. Có ông Di Lạc nơi miền, bay qua mà ông chứng chờ vô liền Tây Phương. Nay thầy nói tận tường cho biết, thầy giả ngu giả điếc chứ bây giờ. Ai tu thì biết tôn thờ, còn không thì chết hiện giờ, nghe chưa? Thầy đón gió ngăn mưa đâu được biết, cơ trời mấy lượt can qua. Đó là mạng phép nôm y năng, chớ là cãi Phật chứ cãi là đâu yên. Để sắp đi tới khô tiền xa bạc, để cho ngươi đại cát chớ cử đùa. Nghèo nàn phải chịu chớ phải thua, bữa cơm không no dạ chớ đi chùa cúng dâng. Sao nghèo khó làm dân Phật quốc, tâm yên lòng mà tin chất hiền hòa. Đó là trí huệ bao la sau này sáng suốt
chưa vậy mà hơn ai. Ở tại gia đêm ngày chịu khổ, trồng cải rau hoa quả chưa đặng nhờ. Đi làm kiếm chút này ơi đặng mà nuôi trẻ con thơ của mình. Không có trông có kình ai hết, không sợ lo cái chết là gì. Mình nghèo đâu có tiếc chi, thứ đồ đó hỡi cho còn thì nghe dân. Trong mong tới, trong gần xa tay, trong tiền vô như giấy kia kìa. Vợ chồng trong mãi không chia, tháng ngày mà đoàn tụ canh phía sang vào đây. Một chút đã nhào sông bài, ta nói rồi ôi hãy đợi chờ, nói bằng ly phú thi thơ, bằng văn bằng tử hiện giờ tay ở an. Nói không trật trần gian đừng sợ, nói y lời không trớ không triêu. Sát thân trần trượt đi kêu, đức thầy cầm kể chứ huy ở điều phải ở ra. Người thu vật thành ma thành quái, người tiên bán Phật cả đái chưa đò về, sau này ta hưởng chứ xâm xê. Có tiền mà ta nhổ chỉ gần kề Tây Phương. Giờ chịu khó trăm đường thắt cơ theo, biết đời tàn mộng mẻo chưa nay mai. Tối gì mà lái chứ còn sai, ai sai mình vậy chứ quỷ sai chứ ta đàm. Tiền có biểu không làm nô lệ, Phật biểu ta kinh kể sớm chiều. Làm không có chữ quy điều, không tiền một cách như làm nhiều quá đông. Làm tôi Phật không mong gì hưởng, làm tôi phàm được hưởng cao lương. Nhưng mà nó mãi xuống đường, nó tan mà ra bụi từng trướng không còn. Làm tôi Phật phước còn để đó, nó tồn lại đã có như đồi. Ăn không có hết ngự ơi, ta nên làm vậy thì rồi ta lui. Giúp đỡ người còn vui biết mấy, Phật tử đâu Phật rảy tình thương. Còn ta theo Phật chưa thận thường, giúp người ta đuôi mắt chưa thấy đường sáng trưng. Ăn hưởng nhiều không hưng không thịnh, ăn hưởng nhiều lâm bệnh thật nhiều. Từ đây thành quỷ ma yêu, quỷ ma nó biểu ăn nhiều nó vô. Mình không ăn nó xô mình chết, ta không ăn không hết nghe trò. Dừa muối dừa rau cải sớm mà trưa, ta ăn cơm là để ngừa bệnh nở căng. Nó vô rồi hung hăng quá tàn, nó ăn hoài, nó giỡn chứ nó đùa. Đó là ma quỷ không thua, mình thua nó hỏi rồi nó mua cho mình rồi.
nó say đi sấm mồi sấm ma miên, mình nói trong lầm biến không đi. Nam mô Phật pháp từ bi, con không nghe nó làm chi nó thầy. Quỷ ma sai canh chạy không biết, sai sắm mua sắc đẹp ma xin ma y, sửa sang sắc thể làm gì cho yêu tinh ngắm từng khi hằng ngày. Giờ thanh tịnh không lấy một tiếng, sửa tâm mình rồi hiển Phật gia, để ta trình diện Phật Đà, để sang mà đất Phật chứ về mà thượng lai. Sát mục mã ngày ngày năm tháng, nhìn thử coi coi chán hay không, tỉnh cơn ác mộng say nồng, thấy chưa nghiệp quả chất chồng quá cao. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm, anh em Phật giáo cùng ở đây và bên Úc Châu. Hôm nay đó, thì thầy kể nhiều hơn cho bên Úc Châu anh em nghe một chút, để rồi thấm nhuần đạo lý. Cho tới thầy cũng nghe quá nhiều rồi, thầy nghe nhiều mà ít. Vì ta mắc bận cái sắc áo phòm này nè. Bây giờ cởi áo phòm ở đây đi, mình sẽ mượn áo giáp của Như Lai nha. Thầy chỉ cho mình mượn áo giáp Như Lai mình bận vô, không lạnh. Súng bắn không nổ, không tét da, không gì. Áo giáp mà áo giáp của Như Lai, chứ không phải áo giáp của đời này đâu đó. Đó vậy đó nha, không? Để mình mặc vô cho chắc cho dày nha. Để chống cự qua một cơn bão bùng mưa gió, và chống cự yêu quái nè, qua con ruồi, con muỗi, con sâu, con ve, con bọ về nó cắn vô ung thư hết. Nó chung lỗ tai, nó chung con mắt, nó chung con mũi này, cái nó thèm. Bây giờ nó tỏ ra biết bao nhiêu, nó thành tất cả các con đó đó. Thì mình hỏi vậy chứ sao đây? Thì quý vị nghĩ như thế nào? Hồi nãy giờ có vui không? Có nghe thầy nói có tiếp thu được không ạ? Thầy xin nói tiếp. Ráng học đạo, ráng ngồi suy nghĩ kỹ để quán lại thân thể của mình. Có gì mà tồn tại? Hết thẻ rồi đó, câu 2. Câu mở này nha. Có gì mà còn? Đâu có gì đâu mà còn, đâu có gì đâu mà tồn tại. Đừng thấy mình nghèo, có gì đâu nghèo. Đừng thấy mình giàu, không có gì đâu. Nó vô một tủ rồi nó ra mất tiêu hết rồi, phải không? Cho nên hôm nay thì thầy sẽ nói, cũng như đọc văn nhiều hơn, thơ nhiều hơn, để cho tất cả các con và đồng đạo nắm anh em nha. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày một khác. Đó, như thế. Thì bữa nay đó, các con rất là đại lòng, rất tốt, rất thành tâm lặn lội trên cho. Thật sự không nói, không nói không có đâu. Ngồi ở cái bàn này là đủ tất cả các vị hết, không phải không có. Thầy nói nha, phải cố gắng. Vì được hay không là do nơi tất cả quý trò Phật tử đó. Tốt. Không phải khiêng gánh nhiều lên, không phải đem cái này kia nọ đâu. Đem cái tấm thịnh tình đi khuất khuya dậy sớm, cực khổ mà phải nhín nhúc thời gian để hộ pháp và lên đây. Thầy gọi thì nếu bận việc gì quá đổi, không thì đến để mà hộ pháp. Để nghe, để thấy, để biết, để vô cho nhiều. Đó, phân mà, cây mà thiếu phân đó, giờ mình vô cho nó đầy đủ phân. Còn người học tu cũng vậy, không có trách ở bên Úc mà không trách ở bên đây đâu. Khó lắm, vì công ăn việc làm hằng ngày như thế nào, còn tu mà không có chùa đó. Thì các vị ở chùa sợ chùa, còn ở đây thì có ai sợ ai đâu. Đó vậy, nhưng mà không sợ mà phải sợ, vì long thần hộ pháp. Các vị nếu có kinh là sợ rồi đó. Mình coi mình cũng để chỗ nơi đàng hoàng tử tế. Mình nghe cũng vậy. Nếu đêm nào mình muốn nghe lời khác nữa đó, cho con nghe rồi cho con ngủ yên, vì con phàm quá trời. Đó cũng được nữa, vì Phật ru cho phàm ngủ mà. Nhưng mà đừng ngủ mê. Đó vậy đó, chứ đâu có tội gì đâu. Đó vậy, thì quý vị phải ngồi nghe.
để chu đáo tiếp thu chứ được. Đừng mình khôn hơn người, mình khôn hơn, mình có cái kiếp thú mình lên á, thì giờ mình tu cho qua cái kiếp thú luôn, mình chuyển qua luôn, mình thành người luôn. Chứ không phải thấy nó thú vậy mà không thành người đâu, thành người hết. Đó, rồi chúng con bây giờ đó, nó còn lợn cợn biết đâu mới lên. Rồi bây giờ chúng con đã có duyên, Bồ Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Tổ, Phật Thầy, thì bây giờ tu chuyển qua, chuyển kiếp qua hết, thành người hết. Rồi người thành tiên, thành Phật. Nếu cái tâm mình đó, mình đó, con sẽ tu thành Phật. Con ngán ở đây quá rồi, không ăn cơm này nữa, chiều nay con ăn rau cải, ngán cơm rồi nha. Cuộc đời này không ngán sao, quá lâu rồi mà. Đó vậy rồi. Cho nên hôm nay tất cả chúng con phải thu thập, bỏ công ăn việc làm, giờ giấc đến ở đây không phải dễ, không phải tầm thường đâu. Một giờ của chúng con là quý giá, nói về đời. Còn một giờ học đạo còn quý giá hơn nữa. Đâu có mở hoài, đâu có ngồi nói hoài. Các ngày cũng phải lo cho tất cả các ngày chứ. Đặt ân vào giờ nào chứ đâu phải nè. Mấy vị mà bị nhập, bị mê ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó. Đó, thế cho nên thầy muốn trao dồi. Buồn một chút rồi ta vui mãi. Buồn ai đây rồi ai không thường. Buồn đời còn kẻ bất lương, buồn người sao khổ qua gió sương núi rừng. Buồn những kẻ vui mừng sang trọng, buồn những ai mơ mộng no cơm. Buồn ai nghèo khổ chứ không mà dòm. Giàu sang mà tột định rồi ôm một mình. Buồn ba tánh chúng sinh chưa được, còn ăn ngang nói ngược chưa vậy đây. Nếu trời bỏ chúng phút giây thì kêu gian dậy đông đầy làm sao. Tu không tu nhưng gào những thét, hiền không hiền rồi mét Phật trời, không linh không thính người ơi. Thật kỳ là ba tánh độc trời vô biên. Trách trời đất không liền gia hộ, kêu kêu đi rồi khổ nghe đời. Phật đâu dây mượn khắp nơi trời, đâu có hỡi đội đời làm chi. Bị kêu reo trời thì sắp sập, bị chửi răng mới gặp yêu tàn. Nghe lời bần sĩ tại gia sớm chiều, làm lụng tối mà niệm tâm. Trí lục lại sai lầm mình xưa, buổi xưa kia nói ngửa nói nghiêng. Nay ta tin giấc mộng liền, ta đang tu tỉnh mình yên linh hồn. Thì lập bãi dời gồm không sợ. Ta còn lưu trí nhớ đa đăng, nhớ thương dân tộc da vàng, nhớ thương mà đất nước chưa họ hàng năm ở châu. Người tỉnh mộng tạm sầu gác khổ, người si mê máu đổ đầy đường.
dạy chi cả đống thịt xương bây giờ phải chịu chưa lót đường máu tươi. Ở này bậc các người cư sĩ, các con ơi ráng kỹ đặng về, lúc nào thầy cũng cẩn kề đặng khuyên mà đặng nhủ con về cho vui. Mắt thầy mơ không đuôi không điếc, giả dại khờ đặng diệt qua sông. Biết rằng quỷ mây quá đông thì là phải giả là ông điên khùng, đặng rồi đợi trùng phùng lai đau. Ông ngồi đây ông bảo giải trò, con ơi cần được tự do mau mau lên gấp chiếc đò về quê, đừng để trễ nặng nề khổ lắm. Ai giàu sang mua sắm mặc, ai còn con xin áo Như Lai, xin chiếc áo giáp của ngài mặc vô. Chiếc áo ấy không to giả dối, mặc mãi hoài ngày tôi sớm mi trưa, quỷ mà nó thấy nó chừa. Tên kia mà không phụng sớm trưa con còn, buồn thế hệ thon giòn mắt chạy. Ta nói rồi người cãi không nghe, xuân qua rồi lại đến hè, tớ đây mà tớ mãi sợ e nguy nàng. Khổ khổ sợ cả làng chết hết, bị dịch ôm rồi hết chớ gì. Chết thôi ngã hại ly bị, ăn kia cũng chết, ngồi thì cũng mơ lăn. Chưa có được tròn trắng dông mạng, đất nước mình bộ bạn với ai. Để ông Di Lạc Phật ngài, ông lửa hạt giống Như Lai lập đời. Chết bụng rụng bời đời hết ráo, không phải ta Tào Tháo nói dây. Nói tao rồi lại nói mày, đừng nên mà giết bới sau này thấy ghê. Chết nằm liệt nằm mê như cùi, không còn thầy coi rủi coi mây. Vì mình chưa tỉnh còn say, nếu con của Phật Như Lai trường tồn. Nằm lê mê linh hồn phản chiếu, quan thế âm say biểu từ hàng. Tớ đi rước hết về làng, rước về Di Lạc hai hàng Phật Dương. Nghe lời thầy đường đường chính chính, mình tu hành liều lĩnh không nên. Con ơi lịch sử đừng quên hiền, còn mà giữ mất tuổi tên kia kìa. Hung dữ coi kia rồi biết, khóa không chìa chi siết làm sao. Khóa kia chìa nọ mất cỡ nào, làm sao mở cửa rồi vào linh môn. Ai cũng xưng cũng tồn ta rồi, nhưng ai ra tôi mọi nhân quần. Ai kêu ai réo ai dưng, ai bơi đò khổ núi rừng lâm sang. Ai chịu khổ cơ hàng giúp chung, ta đâu cần dân cung món quà mà làm phiền chế quyền. Chị em xúm lại một nhà mà thôi, đâu có chức có ngồi có ghế, đâu có ôi mua kế làm gì. Ta là bần sĩ ngu si, nhiều đời nhiều kiếp rồi ly chỗ này. Giờ thanh thỉnh Phật thầy sai xuống, ta nào đâu có muốn xuống đây.
xuống nơi ao dũng bụng lầy ở đây mà giới chúng không hay chưa vợ hoài. Ta đâu muốn bị đài như vậy, phải đông sung lừng lấy kiếm cung hay là đi khắp mấy vùng thi thơ giáo lý trùng trùng tuôn ra, đem lý đạo Phổ Đà giải chung. Tên của ma bắn phủng vào đâu, ta nghe ta lại chưa bắt rầu. Giặc kia mà giặc tới Bồ Đề Âu chứ giặc thàng. Nghe đi đạo sửa sang cho kịp, mất sắc thân có khó dịp phán. Hồi giờ ta còn sống đây thôi, ta lo cho ta được rồi ta ngồi ta trí. Buổi này đây lo chi xa quá, lo cho mình ôi hả mau tròn. Bà mẹ lo hỡi cho con, bà kia lo cháu cho tròn. Sum sê tâm ta được Bồ Đề an tịnh, khuyên cháu con nhá nhịn lo tu, tại gia hạnh phúc lùa bù. Sớm chiều mà rao bước ngào du thiên bồng, đừng mở miệng là công là hạnh, tương đứng đi thấy sánh quỷ yêu. Mà miệng đối lại cảnh kêu, nói ta đắc đạo chứ ít nhiều người khen. Tới rồi đạo đốt đèn đốt đuốc, tâm của mình lạnh buốt tay tê. Làm sao đất Phật mình về, thân này còn nắng trăm mê về sầu. Nghe thầy dặn đôi câu nghe đạo, đánh nàng bằng gươm bằng giáo hay chưa, đánh bằng tâm trí đại thừa, đánh bằng ta thắng sớm trưa ta thành. Ta làm tốt ta giành được đất, ta làm hiền siêu bậc đã rồi. Ta đây nói thật đi thôi là nền, mà vững chắc không trôi nghe trò. Nhớ thì dặn lại lo xây đắp, đừng có tu trong gặp mỗi ai. Gặp ma gặp ba quỷ hằng ngày, nó trao nó chuốc nó cài qua trăm. Gặp tuổi nó xa hầm hố quỷ, gặp người hiền niên kỷ thế này. Không lo không tưởng phúc giây thường nhân, mến vật đủ đầy đức tin. Gặp những bậc trung trinh đại hiếu, gặp những người dũng biểu Phật tiên. Gặp người nay cử mấy kiên, nói ra toàn đức toàn hiền gian gian. Đừng gặp kẻ khôn ngoan lãnh lời, gặp nói chi rồi đợi hằng ngày. Cũng như vừa đã trên hoài, không ăn nó già mất trong ngày già khô. Lời thì dặn ráng tô chút nữa, buổi trưa về gọi rửa các ngươi. Nhớ đi rồi lại vui tươi, dạng buồn cho biết hết chưa từ người bên trong. Lực nhân quả đáo đồng phải nhớ, tu phải ngừa chưa đảm chớ đơn sai. Quả căn báo ứng hằng ngày, có gieo thì hướng ngày nay mọc đầy. Nay tớ lại chưa cùng thầy phủ vàng, kỳ này đây biến cạn sông nguồn núi kia đá lại còn tuôn. Huống chi mà đất thảm cho trời buồn có không. Đừng nói chuyện lông đông lận đận,
nói tiếng tu đừng hận đừng thù đắng mà đất Phật ngao du. Nay thầy mà giải đạo với công phu đúng mà giờ người tôi chớ mịt mờ ăn nói. Tu đâu làm thầy bói trớt cơ trăng, mình tu giao phú thi dân long thần mà hộ pháp chứng đăng cho mình. Giờ trưa nọ thầy xin mấy tiếng, xin ơn trên sức hẹn từ bi Phật thầy chứng đạo mau đi. Đức thầy cũng chứng cũng tri giờ này. Tam giáo đạo phúc gây hiệp lại, sắp quy nguyên rồi hãy tới giờ. Tiền sinh vô bến vô bờ, Việt Nam thống nhất phất cờ có vua. Nhưng đổi tiếc thay mùa trước đã, ai được còn ai hạ hưởng ân. Sau đây làm một người dân, hạ quân vừa dứt tân dân lại kề. Hưởng lớp lớp bề bề ân phước, Phật ban cho không trước không sao, sau này một sách chưa một màu. Một đồng mà một chủng, không ai cao ai cường. Phật ban có tình thương nhất một, người cao siêu rường cột biết bao. Nói ra tiếng nói thành tao, nói ra mà tiếng nói chưa ngọt ngào ở giang muôn. Sông Hạ Nguyên sắp ba tuồng trời lập, tu đi con rồi gặp ba nay mai. Đức thầy nói chẳng có sai, Phật thầy cố định ngày mai đã rồi, không nói dối thầy ngồi chi nữa. Vì từ đây đất ngỡ trời nghiêng, nhưng mà có chỗ cũng hiền, chỗ còn mà chỗ mất vô biên lạnh lùng. Ai sưng bá sưng hùng tàn rồi, ai nghèo nàn cầm cội thiết ta lớp thì có hiếu mẹ cha. Trọn lành con vợ rồi Di Đà dội trao. Rớt nước mắt thầy nào nói hết, học trò ơi đoàn kết mau đi. Thầy đâu có sở sự gì, tới đây gần mãn thầy đi trở về. Bỏ con dại bên lề sao được, để con thành đại phước đại ân thì thầy mới được quay lần. Nếu con còn trễ thì gần đặng khuyên, nghe cho rõ đạo hiền căn bản. Về đi con lửa bạn mà chơi, người tu không được lả lơi. Đứng đi cũng vậy, ngồi thời cũng tu, luyện đạo ráng cho nhu cho thiệt. Sửa hạnh người hiểu biết là khôn, còn kia danh nổi như cồn. Nói ra tiếng nói không tồn, quỷ ma sức hiện tướng là ta biết hết. Ráng mà tu đoàn kết nay mai, ta học Phật của Như Lai. Pháp kia ta để ngày mai, ta nhờ tình thầy tổ vô bờ vô bên. Chúng con ơi đi đến rồi nghe, tin Phật thì Phật chở che, tin ma mà ở ngoài hè dắt luôn. Nay sống bua có luồng đừng sợ,
trong địa cầu bạn sợ Như Lai. Chỗ nào tình, chỗ nào còn sai, chỗ nào ma quỷ, chỗ nào thứ lại nghe tròn. Về năm dĩa co đò ông đợi, chỉ cho con dịu dợi rừng buồn. Chiếc thuyền ông đợi rất xuống mắt trời, ông đổ lễ con tuôn dầm về nấp nơi suối đặng chờ rước đảo. Chuyển ra sông sở bão dư mưa to, nấp đây chờ đợi học trò. Rửa sông mà nở thế lên đò về quê. Ta mấy lửa cận kề trần thế, đã khuyên tu lập kế biết bao. Khuyên đơn kẻ khổ người giàu, kẻ ác người ào, rồi chịu chớ bó thay. Giả mua bán hàng ngày khổ sở, đắng gần người coi tờ như như thấy ra người đã qua hư. Mấy năm mà suốt cả tháng chờ đạo từ mòn ơi. Bởi chiếc ghe mở lời khăn cổ, khuyên người đời từ cổ chí kim. Phải chi nghe được nấu niềm thì là sửa đạo, không thêm chơi tội trời. Nay vô số trả trời phê chiếu, đừng có xin có biểu được đâu. Chỉ còn giác ngộ canh thâu, quỳ đi rồi lại thầy tấu như Ngọc Hoàng. Nói giờ chung chàng ngang hết nói, tưởng đâu ông thầy bói kiếm tiền nào. Ông bơ một chiếc thuyền bán khoai mà khắp cả nơi miền trần gian. Ông chèo chống khoai lang ông đừng đến dạm kinh cảm ứng chứng minh. Ông đậu ở đó đặng nhìn đậu thôi mấy bữa, chưa rồi hình như không. Ông kêu reo xuống đông rồi lửa phải làng ta di tựa chiều như rồng. Còn ông mặc chiếc xà rông, ông ngồi sau lái rồng rồng ướt cả mi. Xuống chật ghe làm gì hả đạo, toàn âm mưu sốc xảo chứ yêu tình. Lửa ôi khoai tốt mặt tình bưng rồi không trả, không mà nhìn động su. Rất khá khen người ngu người mùi, cầm của ta cầm cội lấy lèo. Dàm kinh nước mặn ta kêu dân ơi, mà xuống lửa ít nhiều ta đi. Xuống chật ghe vậy thì toàn quỷ, lửa hết rồi còn chỉ phái sùng. Ta đứng cho mấy giờ thùng, xin trên mà ban phép phai sùng của dân. Đi từ xóm ôi thôi bệnh tạ, lấy phai sùng mà cho đã đốt tan. Rồi uống như thể thuốc thang, uống đầu hết đó bệnh càng hết trơn. Đó sư dạy từng cơn đi ban. Sông dòm sông bắc cạn ở đâu, ở miền cận nước sông sâu. Dòm kính mà nữa mặn, ông đâu ngồi chờ. Sao phai sùng kiếm thời không có, trước chung chê chúng bỏ nửa ghe. Ông chèo qua hỏi bến tre,
tới đâu mà không nhớ mùa hè đông sông bệnh gì hỏi rồng rồng mặt chảy xuống ta cho rồi hãy thuốc tiên đem lên đốt hết cà nghiền uống vô là hết bệnh bình nguyên lại trời. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy đã tả cho quý vị biết rồi, ông bán khoai giật hết trơn, không có trả đồng tiền nào hết, nhưng mà còn là khoai sùng. Ông chèo qua Bến Tre, ông qua Dầm Láng, ông đi đâu không biết nữa, ông gặp cái chỗ đó bệnh quá trời, chỗ đó bệnh dịch bệnh gì không biết, ông nói xuống đây, xuống đây cho thuốc đem lên đốt cà uống nhỏ hết này, uống nhỏ hết đó, uống khoai sùng rồi, hiểu không? Đó thì quý vị thấy đời thấy chán không, thấy con người chưa, nó như vậy. Phải xưa mà nghe tu á thì giờ nó không đến đổi, con không chịu tu. Trời ơi, ngu gì dữ vậy, kỳ dân có nhắc đó nè, dầm kinh nước mặn đó. Ừ, nói vậy thì ra thì hôm nay thì cũng xin nhắc lại một chút, tỉnh giấc mộng đời này cũng không dở mà cũng chẳng có hay, quý vị nên tiếp thu để rồi kết thúc với trong cái chương trình trong đêm 17 tháng mùa của thầy kỷ niệm lễ đó. Vậy thì cho gì thì thầy đã nói đấy, nhưng mà cũng là tỉnh giấc mộng đời chứ không giờ còn nói gì nữa đó, phải tỉnh trong cái giấc mộng trong cuộc đời này mà quá vậy mà không có tỉnh vậy đó. Bây giờ thì xin tất cả chú quý vị đạo tâm bên đây là bên kia đừng nói chuyện ai hết, mà mình sẽ nói chuyện với mình. Rồi nói thầy ơi, thầy cũng cho con chơi hay chơi làm chi, bạn đường người tu nói chuyện đạo nha, còn mừng ăn thì nói chuyện ta mừng ăn, có rảnh đâu đi chơi nha, tùng tâm tụ ngủ á. Đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia cười ha 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 hả, rồi ăn vui sướng đó. Rồi ở trong ta, dân tộc ta, chúng ta, đồng bào ta có khi không có được một bữa cơm, không có bắp ăn, sau này không có bánh mì ăn, không có mực khô ăn, không có gì ăn hết à. Còn bây giờ mình có ăn nè, mình phải quay lại nhớ là mai mốt họ không có miếng bánh mì ăn, không có miếng hột bắp ăn nữa nha. Thì mình tạm dùng để có số tiền này để lại đây, mai hậu sẽ có ngày mai hậu như thế. Tại sao? Tại sao thầy không có xin trò tiền quá? Ông này ông lập mưu thuẫn, ông xin còn không phải đâu. Hết to tới nhỏ mới rõ nguồn cơn, hết giận hết hờn, hết đơn hết độc, hết kẹo hết chọc hết mọc giống gai, hết đêm hết ngày hết hoài hết tháng, hết rồi thầy chán bạc nhỏ tiền to, hết phải âu lo lên đò riêu rít, hết làm xích mích chẳng sợ ai buồn, hết thơ tới tuồng, hết cuồng tới khổ, nghe lời Phật tổ dạy dỗ quan dần, hết xa hết gần hết tầng hết tạo, hết trầu ngự đạo còn quỷ dữ ma, thấy hiện nhìn ra người ta quá ít nên họ xích mích chữ lộn hằng ngày. Nếu ta học hoài Như Lai cho phép thì ta nên khép cái cửa từ bi, về nhà học đi đạo đồng chí cả, ngày nay hối hạ thầy tổ ban cho, ăn pháp được no lên đò không sợ, vật đời thiếu nợ ăn mãi ăn hoài, ăn như ghe chài đụng gì cũng chở, kỳ này ta sợ chìm đắm biển khơi, thầy chẳng nói chơi đôi lời rất thiệt, nói rồi ly biệt cái kẻ tà gian, thầy chẳng cu mang cái đàn đo đo, nếu ai hiểu rõ không bỏ con đâu, về đi đôi câu thầy sầu cũng nói, không phải thầy bói nói dối kiếm tiền, thầy chẳng có phiền thầy thương đồng đạo, về đi sau dạo học đạo nghe hôn, đừng có bôn chôn biển còn gì nữa, lo đi cũng ngửa mà không ngửa cũng nghiêng, để một thầy điên xóm riền tu tịnh, về đi nhá nhìn đừng nịnh ai vua, đổi tiết thay mùa rồi đây rồi hiểu, bài này thầy biểu trò ráng học chăm, đừng để đi tầm mỗi ai chi hết, đừng nên sợ chết con ếch tại kêu
Chúng sách búa nhiều rổ ra nó bắt. Bây giờ thắt ngặt mình trốn mau đi. Niệm Phật từ bi có chi mà sợ. Mình đâu thiếu nợ, sợ chúng đến đòi. Mình thương giống nòi sống coi nghe đầu. Đừng nên hung bạo, sao dạo Tây Phương. Thầy nói đường đường rồi đây chinh chinh. Về đi đừng hỏi liều lĩnh không nên. Có nghe rỉ rên trò nên dấu mất. Dù thầy bệnh tật, đồ đại bệnh nguyền hay điếc hay điên. Mặc tình thay kệ gì trên chính bệ, bảo phải thầy làm. Nhưng Phật Cồ Đàm, ngài đâu có bỏ thầy đâu chung mỏ. Như thể ở chùa thầy đổ bốn mùa rồi thôi tham tiếp. Nói cho trò biết chi siết mọi nơi thì chẳng nói chơi đem lời rất thiệt. Con nên hiểu biết rồi việc nghe chưa. Hiểu sớm hiểu trưa rồi chừa tất cả. Những gì ôi hả chúng chẳng có nga ưa. Thì mình đại chừa mình đừng có nói. Từ đây tiên gọi rồi lại Phật tha. Đêm khuya quỷ ma nó cùng kêu reo. Mình tu cho khéo tròn mẻo dắt đi. Mình nhớ từ bi nghe thầy dạy đạo dường tiên con dạo cảnh Phật con vui. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là cái buổi họp hôm nay cùng là cho bên kia cũng đã đủ rồi đó. Một tiếng đồng hồ.